Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ Sáu, ngày 28 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh họp trực tuyến với ban chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã. Tập trung tháo gỡ vi phạm tại kè Đồng Thiện. Huyện Văn Giang phấn đấu 100% các xã đạt nông thôn mới nâng cao trong năm 2020. Đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ tràn lan trên thị trường. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với 10 điểm cầu, huyện, thị xã, thành phố của tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các thành viên Ban chỉ đạo dịch COVID tỉnh. Với sự vào cuộc một cách tích cực, đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác phòng chống COVID-19, nên tính đến 8 giờ ngày 28 tháng 2, tỉnh Hưng Yên chưa có trường hợp nào dương tính với COVID-19. Hiện đang tổ chức cách ly 15 trường hợp mới trở về từ vùng có dịch và nghi ngờ mắc COVID-19. Đã lấy 14 mẫu xét nghiệm những trường hợp đang được cách ly, 8 mẫu xét nghiệm đã có kết quả là âm tính, 6 mẫu đang chờ kết quả. Bên cạnh đó, toàn tỉnh hiện đang cách ly theo dõi sức khỏe tại cộng đồng 337 trường hợp. Sau khi biểu dương kết quả chống dịch COVID-19 của các địa phương, nhất là sự vào cuộc tích cực của ngành y tế, kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh. Chúng ta phải khắc phục cho bằng được và lưu ý là vấn đề tập hợp số phải cách ly ở nước ngoài về theo hướng dẫn ngành y tế đó. Thì làm sao phải cập nhật được chặt chẽ, đầy đủ, không được để thiếu, không để lọt. Và nội dung này thì giao cho trách nhiệm là các cấp các ngành, nhất là trưởng thôn, nhất là chủ tịch xã, nhất là trưởng công an xã, nhất là chủ doanh nghiệp, nhất là thủ trưởng các đơn vị, các cơ quan, là phải nắm được cái này. Di biến động của các người mà đi qua vùng dịch, đi qua nước có dịch, đi qua địa bàn có dịch, về địa phương mình phải tập hợp để phản ánh cho ngành y tế một cách kịp thời nhất, sớm nhất, đầy đủ nhất. Tất cả những người từ Hàn Quốc về rồi nước ngoài có dịch về Việt Nam thì đều đã được thu dung lại, phân loại lại và sẽ đưa về tỉnh nào tỉnh đó và đi thẳng về đó để thực hiện các biện pháp cách ly rồi theo dõi phân loại. Và tinh thần chỉ đạo của Trung ương là tất cả những người đó đều phải cách ly bắt buộc. Phải giám sát thế nào, điều trị thế nào, làm sao cho nó tốt nhất để không để lây chéo và cũng không nên để quá đông người ở một cơ sở y tế dẫn tới quá tải. Rồi phác đồ điều trị thì ngành y tế tiếp tục cập nhật, học tập và tuyên truyền, rồi tập huấn cho đội ngũ của mình làm sao thường xuyên để nâng cao trình độ. Tới đây các cháu đi học là dứt khoát là phải có cán bộ y tế, ngành y tế phải chịu trách nhiệm này và phải có phân công và có lịch và có danh sách cụ thể. Ngày hôm nay là đồng chí bác sĩ nào, đồng chí y sĩ nào ở cái trường này để theo dõi sức khỏe cho các cháu. Khi tới đây là thứ hai này là các cháu trung học phổ thông đi học thì dứt khoát các trường trung học phổ thông phải có bác sĩ ở đó, y sĩ ở đó và làm nhiệm vụ đó. Đặc biệt quan tâm đến cái nhà vệ sinh các trường học. Thì nhân cái điều lại thì chỗ nào sửa thì trong 1-2 tuần tới các cháu đang nghỉ học thì tập trung vào sửa đi. Hoặc là xây mới nhà vệ sinh, nhân dịp này là phải củng cố tất cả các nhà vệ sinh, các trường học, các cấp học. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có công văn số 388 về việc cho phép học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Nội dung công văn như sau. Căn cứ công văn số 586 ngày 27 tháng 2 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ để phòng chống COVID-19. Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 299 ngày 28 tháng 2 năm 2020 về việc đề xuất cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến như sau. 1. Học sinh trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 2 tháng 3 năm 2020. Trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học đến ngày 8 tháng 3 năm 2020.
2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo đôn đốc các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm công điện số 343 ngày 24 tháng 2 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và chuẩn bị các điều kiện cho học sinh đi học trở lại. Chỉ đạo các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp học trung học phổ thông. Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị cho học sinh trở lại đi học, đảm bảo học sinh an toàn, phụ huynh an tâm khi học sinh học tập tại trường. Hoàn thành công tác kiểm tra trực tiếp tại các nhà trường trước 15 giờ ngày 1 tháng 3 năm 2020. 3. Giao Sở Y tế cử cán bộ y tế trực thường xuyên trong suốt thời gian học sinh học tập tại trường để hướng dẫn công tác phòng dịch và theo dõi, kiểm tra sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. 4. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đôn đốc thực hiện nghiêm công điện số 343 ngày 24 tháng 2 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và khẩn trương đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp nhà vệ sinh, các trường học đảm bảo yêu cầu. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Nguyễn Văn Phóng đã ký. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và chuẩn bị các điều kiện an toàn khi học sinh đi học trở lại tại Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thiện Thuật, Trung học Phổ thông Yên Mỹ và Trường Trung học Phổ thông Kim Động. Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, đồng chí Phạm Thị Tuyến, trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Theo văn bản số 586 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xem xét quyết định cho học sinh trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 2 tháng 3 đến nay, các nhà trường trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị xong các điều kiện để đón học sinh đi học trở lại như phun thuốc khử trùng, vệ sinh trường lớp học, chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn, một số thiết bị y tế. Theo kế hoạch, khi học sinh đến trường sẽ được kiểm tra theo dõi thân nhiệt, trang bị khẩu trang, nước rửa tay, xà phòng và các điều kiện cần thiết để phòng chống dịch bệnh. Qua kiểm tra thực tế tại các nhà trường, đồng chí Nguyễn Duy Hưng ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động nghiêm túc của ngành giáo dục trong việc thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng như đảm bảo các điều kiện để đón học sinh tới trường. Đồng chí nhấn mạnh tinh thần chung của các nhà trường khi đón học sinh quay trở lại học tập là phải đảm bảo an toàn cho học sinh và an tâm cho phụ huynh. Thực hiện nghiêm túc và nhuần nhuyễn các biện pháp phòng dịch hàng ngày, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc nắm bắt sức khỏe của từng học sinh, không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch. Đồng chí cũng yêu cầu ngành y tế, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các nhà trường, thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế, tổ chức tuyên truyền cho học sinh và giáo viên nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh. Trung tâm Y tế huyện Ân Thi hiện đang tiếp nhận cách ly theo dõi sức khỏe 5 du học sinh người Việt Nam trở về từ thành phố Daegu, ổ dịch COVID-19 tại Hàn Quốc. Vào ngày 24 tháng 2, Trung tâm Y tế huyện Ân Thi đã thực hiện tiếp nhận nhóm du học sinh trở về từ Hàn Quốc và nhanh chóng thăm khám, cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế. Sáng ngày 25 tháng 2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 26 tháng 2, có kết quả âm tính cả 5 trường hợp trên. Các cháu nó bắt đầu từ sân bay xuống là về huyện là trực tiếp là cách ly các cháu luôn. Các cháu vào đây là tôi rất an tâm. Ví dụ như cháu nó có làm sao thì cũng ở đây là gần gặn với bác sĩ. Hiện 5 du học sinh đang được Trung tâm Y tế huyện Ân Thi theo dõi đều có sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho, khó thở của dịch bệnh COVID-19. Các du học sinh đều chấp hành tốt các yêu cầu cách ly của bệnh viện cũng như tuân thủ tốt các biện pháp phòng bệnh an toàn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đảng bộ xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên tổ chức đại hội lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Thành ủy lựa chọn tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở. Tới dự có đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân xã Quảng Châu đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành và vượt nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và phát triển vững chắc, đã kết nạp được 23 đảng viên mới,
thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng trên năm. Thu nhập bình quân trên 1 hectare canh tác đạt 230 triệu đồng. Thu ngân sách đạt trên 61 tỷ đồng, đạt trên 200% kế hoạch. Văn hóa xã hội phát triển, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đạt chuẩn nông thôn mới sớm 2 năm so với kế hoạch đề ra. Đảng bộ xã nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã tiếp tục đổi mới toàn diện với trọng tâm không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả bền vững xã nông thôn mới và phấn đấu sớm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế phấn đấu tăng trên 10%, thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 10%, phấn đấu 100% chi bộ đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại hội Đảng bộ xã Quảng Châu diễn ra đúng quy trình và thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên với số phiếu đạt cao. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hiện nay huyện Tiên Lữ đang tập trung chỉ đạo yêu cầu Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hải Phòng, đơn vị thi công bến thủy nội địa làm biến dạng kè Đồng Thiện khi chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý. Huyện Tiên Lữ đã yêu cầu đơn vị thi công tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm và hoàn trả lại công trình kè Đồng Thiện theo nguyên trạng ban đầu, bảo đảm an toàn cho công trình kè xong trước ngày 12 tháng 3 năm 2020. Bên cạnh đó, huyện cũng đã có phương án tổ chức cưỡng chế giải tỏa vi phạm theo quy định của pháp luật nếu như hết thời hạn đơn vị thi công không thực hiện. Theo ghi nhận, sau 2 ngày triển khai, tiến độ tháo dỡ công trình này rất chậm, mới chỉ tháo dỡ được phần mặt của công trình. Nếu như không huy động các phương tiện máy móc thì khó có thể giải tỏa theo thời gian quy định. Đây là công trình bến thủy nội địa của Công ty Cổ phần Xăng dầu Hưng Yên có trụ sở tại xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, xây dựng từ tháng 12 năm 2019 khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép. Trong chương trình thời sự ngày 23 tháng 2, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có phản ánh về tình trạng doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường tại xã Tân Châu, huyện Khoái Châu. Ngay sau đó, chính quyền và các doanh nghiệp đã có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng này. Ngày 26 tháng 2, Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu đã triệu tập doanh nghiệp Hồng Châu lên làm việc, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp cung cấp toàn bộ giấy phép hoạt động và cam kết thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường. Thì đối với Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu, chúng tôi đã thống nhất họp và cũng yêu cầu là chính thức là chúng tôi sẽ mời công ty Hồng Châu lên để kiểm tra xem toàn bộ những cái việc như vậy là giấy phép thế rồi hoạt động. Thế thì xảy ra cái việc như thế thì chúng tôi tiếp tục như vậy sẽ kiểm tra, mà chúng tôi cũng xin hứa với các anh là kiên quyết nếu như mà không đủ điều kiện để như vậy là hoạt động là chúng tôi yêu cầu dừng. Theo ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, đoạn đường từ dốc xóm quán đến ngã tư Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu, huyện Khoái Châu hiện đã được doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng Hồng Châu tổ chức thuê người dọn rửa đường sạch sẽ. Doanh nghiệp này cũng vừa mua thêm một xe bồn mới để chuyên rửa, tưới đường nhằm giảm lượng bụi do phương tiện chuyên chở vật liệu gây ra. Đồ chơi là một trong những vật dụng hiệu quả giúp trẻ em phát triển nhận thức và suy nghĩ của mình, thậm chí nếu được sử dụng một cách khoa học còn bổ trợ cho trẻ phát triển trí não và trở nên thông minh hơn. Tuy nhiên, mặt hàng này đang bị buông lỏng quản lý. Đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ, đồ chơi bạo lực được bày bán tràn lan, tiềm ẩn nhiều mối nguy hại lớn, gây hậu quả khôn lường cho trẻ. Đây là hình ảnh tại đại lý đồ chơi cho trẻ em Ngoan Luẩn ở khu vực ngã tư Cống Tráng, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ. Khi biết sự có mặt của phóng viên, chủ cơ sở đã vội vàng khóa cửa không bán hàng. Tuy nhiên, trước đó, chúng tôi đã ghi hình được toàn bộ các sản phẩm của cửa hàng. Tại đây có đa dạng các loại sản phẩm đồ chơi, nhưng chủ yếu là các sản phẩm của Trung Quốc. Điều đáng nói, các sản phẩm đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có tem hợp chuẩn, dấu hợp quy trên sản phẩm, không đưa ra khuyến cáo mức độ nguy hiểm của đồ chơi, nhưng lại được bày bán công khai. Hành vi trên là vi phạm Điều 21, Nghị định 185/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Được biết nhiều năm nay, cơ sở này không chỉ bán lẻ tại địa phương mà đổ buôn cho các cửa hàng đồ chơi trong toàn tỉnh. Không có hàng Việt Nam nhé? Không ạ, không chồng. Tại các cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em tại huyện Ân Thi và Phù Cử, đại đa số các mặt hàng đồ chơi trẻ em do nước ngoài sản xuất chiếm 80-90%. Có thể dễ dàng nhận ra mặt hàng đồ chơi Trung Quốc trên thị trường Việt Nam được bày bán nhiều với mức giá rẻ. Tuy nhiên, về nguồn gốc các sản phẩm đồ chơi này hầu hết không có dán tem hợp chuẩn,
giấu hợp quy, không công bố tiêu chuẩn chất lượng cũng như cảnh báo độc hại, không ghi thông tin hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Thậm chí các loại đồ chơi mang tính bạo lực như súng bắn đạn nhựa, kiếm, đao, mặc dù bị cấm bày bán nhưng vẫn được bày bán công khai tại các cửa hàng. Theo quyết định số 88 ngày 18 tháng 1 năm 2000 của Bộ Thương mại, những loại đồ chơi trẻ em có hại tới giáo dục nhân cách, sức khỏe hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội sẽ bị cấm. Còn theo Nghị định 167/2013, người nào cho trẻ em sử dụng các loại đồ chơi nguy hiểm đã bị cấm, có thể bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Người kinh doanh buôn bán các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm có thể bị xử phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, Điều 10 Nghị định 185/2013 còn quy định người có hành vi buôn bán hàng cấm còn có thể bị xử phạt từ 500.000 đến 100 triệu đồng, tùy theo giá trị của hàng cấm đó. Người có hành vi vi phạm còn phải chịu hình phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Này bao tiền? 65.000 đấy. Đồ chơi tan đa số là Trung Quốc. Thế mình bày bán này mà không bị kiểm tra? Kiểm tra thì anh bảo là tất cả các nơi đâu bán thì như thế cả. Anh bán hàng tàu này mà không sợ quản lý thị trường người ta xử phạt? Đúng không? Như này sao mà mình vẫn phải bán này, hàng tàu là nhập lậu. Nhập lậu thì em lên cũng trắng em đấy, nên người ta bán đầy. Hàng này là hàng Trung Quốc đúng không? Dạ, đúng rồi. Cái này là mình nhập ở đâu về đây? Cái này thì có người thì người ta thay đổi đến chọn là đổi. Qua ghi nhận, trên địa bàn tỉnh hiện có rất nhiều cửa hàng bày bán đồ chơi trẻ em không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, chứa nhiều chất độc hại đe dọa đến sức khỏe, trí tuệ và sự an toàn của trẻ nhỏ. Đây là vấn nạn lớn đối với toàn xã hội và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe trẻ em. Trên thực tế đã có nhiều trường hợp trẻ em bị ảnh hưởng đến sức khỏe do chơi phải đồ chơi không đảm bảo an toàn. Câu hỏi đặt ra để đấu tranh với các sản phẩm hàng nhái, hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng cấm được bày bán tràn lan trên thị trường như hiện nay, trách nhiệm thuộc về ai? Những năm gần đây, nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn huyện Tiên Lữ được thành lập, tạo sự liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, huyện có nhiều hợp tác xã trồng nấm sạch cho hiệu quả kinh tế cao. Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nấm Lệ Xá là mô hình hợp tác xã kiểu mới đầu tiên trên địa bàn huyện được thành lập vào tháng 7 năm 2013 với 27 thành viên. Hợp tác xã là nơi để trẻ em trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình, tiếp cận nguồn vốn vay phát triển kinh tế. Mỗi năm, hợp tác xã xuất bán ra thị trường gần 100 tấn nấm mộc nhĩ tươi với giá bán cao và ổn định, cho thu lãi khoảng 20 triệu đồng mỗi sào trồng nấm. Trước khi mà thành lập hợp tác xã trồng nấm thì trên địa bàn của chúng tôi trồng nhỏ lẻ, cho nên là đầu ra cũng rất là khó. Đến nay thì hợp tác xã cũng đã tạo được công ăn việc làm cho chị em trong những lúc nông nhàn, mang ra thị trường những sản phẩm sạch, rõ nguồn gốc. Việc thành lập hợp tác xã trồng nấm này thì có lợi ích là nâng cái thu nhập kinh tế cho gia đình, cho bản thân, tạo công ăn việc làm cho chị em phụ nữ. Hiệu quả kinh tế trồng nấm thì nó hơn hẳn chăn nuôi, cấy lúa, không bao giờ nó bị mất mùa. Hợp tác xã Đấm Thành Yên ở xã Trung Dũng được thành lập vào đầu năm 2018 đã tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác xã xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm. Hợp tác xã hiện có 15 thành viên với quy mô trên 10.000 m2 trồng đa dạng các loại nấm như nấm sò, hoàng đế, nấm rơm, nấm linh chi, mộc nhĩ. Mỗi năm xuất bán hơn 300 tấn nấm các loại. Nấm được trồng theo quy trình Việt Gáp, đảm bảo sản phẩm sạch cung cấp cho thị trường. Sản phẩm sau khi thu hái được đóng gói, dán tem truy xuất nguồn gốc. Hiện nay, hợp tác xã còn cung cấp giống nấm cho nhiều tỉnh thành trong cả nước như Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Ninh và Hải Phòng. Xã Việt Xã là đoàn kết và tìm hiểu thị trường, thế rồi có phòng kỹ thuật để nuôi trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Thế và sản phẩm đã ra thị trường là được nhiều người tiêu dùng ưa thịnh và bán được rộng rãi hơn, giá cả tốt hơn. Toàn huyện Tiên Lữ có 3 hợp tác xã trồng nấm ở các xã Lệ Xá, Trung Dũng và Minh Phượng. Các thành viên trong hợp tác xã đều được tham gia tập huấn về quy trình trồng nấm sạch cùng liên kết tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Đây là hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp, vừa cho hiệu quả kinh tế cao, vừa an toàn với sức khỏe con người.
Năm 2019, huyện Văn Giang đã có 5 trên 10 xã được thẩm định đạt nông thôn mới nâng cao. Đây là cơ sở quan trọng để các xã còn lại phấn đấu đạt trong năm 2020. Nâng cấp, mở rộng và cứng hóa bằng bê tông 3 tuyến đường ra đồng. Xây dựng rãnh thoát nước trong khu dân cư. Trải nhựa áp phan đường trục xã, quy hoạch. Chỉnh trang khu chợ. Huy động từ nguồn xã hội hóa để trang bị máy tập thể dục đặt tại các nhà văn hóa thôn. Đây là những công trình nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Xuân Quan với kinh phí hàng chục tỷ đồng. Các công trình này đã và đang được khẩn trương hoàn thành, vừa là để tạo điều kiện tốt nhất trong việc tổ chức sản xuất, giao thương hàng hóa, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Mặt khác, để kịp cho việc thẩm định về tiêu chí nâng cao của xã trong nửa đầu năm 2020 này. Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã tập trung để nâng cao các cái tiêu chí, triển khai đầu tư các cái hạng mục công trình công như đường giao thông, rồi hệ thống giao thông nội đồng, hệ thống thủy lợi để đáp ứng cái nhu cầu phát triển kinh tế tại địa phương. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đang tập trung chuyển đổi mạnh về cái phát triển như là nghề hoa, hoàn thiện các bước để làm sao tới đây đón đoàn thẩm định của huyện, của tỉnh về thì Xuân Quan sẽ về đích nông thôn mới nâng cao trong nửa đầu của 2020. Cùng với việc khẩn trương hoàn thành khu mặt bằng trường mầm non 2 và khu trung tâm thương mại và một số cơ sở hạ tầng khác, xã Nghĩa Trụ cũng đang đầu tư hơn 100 triệu đồng để mua mới gần 30 chiếc xe chở rác phục vụ việc thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt. Thì ngoài cái việc là Nghĩa Trụ phải phát huy tốt các cái tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, chúng tôi chú trọng quan tâm đặc biệt đến cái công tác là mức sống đời sống của nhân dân. Bên cạnh đó thì cái việc là công tác vệ sinh môi trường và đặc biệt nữa là các cái thủ tục hành chính khi nhân dân đến giao dịch để tạo những thuận lợi tốt nhất công dân khi đến trụ sở để giao dịch. Đây cũng là địa phương đăng ký phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nâng cao ở nửa đầu năm nay. Sau khi về đích nông thôn mới, huyện Văn Giang đã bắt tay ngay vào việc xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nhờ đó, năm 2019 đã có 5 xã đạt, 5 xã còn lại là Xuân Quan, Tân Tiến, Cửu Cao, Nghĩa Trụ và Vĩnh Khúc sẽ quyết tâm hoàn thành trong năm nay. Hiện huyện đang tập trung chỉ đạo 2 xã là Phụng Công và Mễ Sở, mỗi xã có 3 đến 4 khu dân cư kiểu mẫu trong năm 2020. Nhờ triển khai 10 chương trình tín dụng hiệu quả, đúng đối tượng, đến nay nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách tỉnh đã giúp hàng nghìn hộ thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Tính đến ngày 28 tháng 2, tổng nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đạt trên 2.800 tỷ đồng, với trên 78.000 khách hàng còn dư nợ. Trong đó, có 3 chương trình cho vay ưu đãi hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, với mức vay tối đa tăng lên 100 triệu đồng một hộ từ ngày 1 tháng 3 năm 2019. Lãi suất ưu đãi chỉ từ 0,55% trên tháng và thời gian vay tối đa là 5 năm. Đến nay, nguồn vốn tín dụng đã giúp gần 7.000 hộ trên địa bàn tỉnh thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Bên cạnh việc tăng cường giải ngân đúng đối tượng, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tập trung vào việc tiếp cận và phục vụ khách hàng ngay tại cơ sở. Các hộ vay vốn hiện tại đã không cần phải giao dịch tại trụ sở mà có thể thực hiện tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chỉ tính riêng năm 2019, toàn tỉnh đã có gần 7.000 hộ thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.